là người có phẩm đỏ, là người cùng thanh, là người có phẩm thanh. Rồi, Nguyễn Minh Hiếu là người có phẩm đỏ, Nguyễn Công Thanh là người có phẩm thanh của Dương. Nhắc lại hồi ta chuẩn bị cho phần thi hành chương qua đây rồi. Ngoài rất nhiều lần không vào được phần thi đấu. Ngoài cái đó xin một cái lần thi đấu. Đi ra hả? Hay đi chân đạp. Đấy đấy. Các trọng tài của đây, thi đấu.
Để hoa kiều. Sao chuyển dây nó vào cái giữa xe này rồi. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-2 về phía đội tuyển Việt Nam. Đây là những